Thưa mẹ, con nghĩ là con sẵn sàng để nhận được ngân sách của Thiên Chúa Giêsu do mẹ cầu bầu ban cho con, để con thông báo những phép lạ của Thiên Chúa Giêsu cho tất cả nhân loại được biết, và đồng thời giảng giải Kinh Thánh theo một thánh ý của Chúa Thánh Linh qua hồng ân của Thiên Chúa Giêsu ban cho. Thưa mẹ, vì hồng ân của Thiên Chúa Giêsu ban cho qua sự cầu bầu của Đức Mẹ, con nghĩ là con sẽ chu toàn công việc, với điều kiện là xin Đức Mẹ luôn luôn cầu nguyện cho con được vâng lời Thiên Chúa Giêsu trọn vẹn từ thời gian đến thời gian, một theo thánh ý của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Bây giờ con sẽ đi mua 2 tấm vé số. Xin mẹ cầu bầu và chứng giám cho con được toại nguyện.